Hôm nay anh gặp cô giáo của Châu Rồng. Sao vậy? Châu Rồng bị làm sao hả anh? Môi trường gia đình thay đổi, gia đình có thêm thành viên mới. Anh nghĩ điều đó khiến con bé bị căng thẳng. Em sẽ tới chùa. Em tới chỉ để nói lời tạm biệt anh thôi. Chùa? Cho tới khi chúng ta thi đậu, hãy nghĩ như là đang ở nước ngoài không liên lạc với nhau đi. Gum Su Chu. Alo. Dạ, xin chào anh. Ai vậy chứ? Hôm đó ở trên đường, em có nhận danh thiếp của anh đó. Vậy mình gặp nhau đi. Hả? Em làm gì lúc nửa đêm vậy? Không lên chùa lại hả? Bây giờ em ở Seoul sao? Có chuyện gì đúng không? Em mau nói cho chị biết đi. Chị ơi, em đã có thai rồi.